Xin chào các bạn học sinh lớp 6. Như vậy trong clip trước thì chúng ta đã ôn tập xong kỹ chương 6 và chương 7 rồi đúng không? Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập sang cái chương 8, đó là các nhóm thực vật. Ở cái bài trong cái phần chương 8 này chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái nhóm thực vật mà chúng ta đã học. Và chúng ta sẽ nêu các cái đặc điểm của các nhóm thực vật này thông qua các câu hỏi như là trình bày cấu tạo và kỹ đặc điểm sinh sản của tảo xoắn. Vì sao nói tảo là thực vật bậc thấp? Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có thể trình bày được đặc điểm của tảo xoắn như là cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật và nó sắp xếp xếp với nhau. Sinh sản thì bằng hình thức là sinh dưỡng bằng cách là đứt đoạn, hoặc là cũng có một số trường hợp là nó sinh sản bằng cách là tiếp hợp. Chúng ta nói tảo là những thực vật bậc thấp thì vì cơ thể của nó chỉ gồm một hoặc là nhiều tế bào, nhưng mà có cấu tạo rất là đơn giản, có nhiều màu khác nhau, luôn có chất diệp lục và hầu hết là nó sống ở nước. Như vậy là nó chưa có cấu tạo rễ thân lá gì hết, mà nó chỉ có cấu tạo là gồm một tế bào đã thành một cơ thể rồi, người ta gọi là tảo đơn bào. Hoặc là nếu tảo đa bào thì sự sắp xếp của nó cũng như là dày dạng giống như là một tập đoàn, cho nên chúng ta nói tảo là thực vật bậc thấp. Chúng ta sang tìm hiểu cái nội dung thứ hai, trình bày đặc điểm chung của ngành rêu. Hoặc là nếu như chúng ta có thể, giáo viên có thể đặt cho chúng ta câu hỏi là đặc điểm cấu tạo của cây rêu thì nó cũng giống nhau, bởi vì cây rêu là một trong những cái cấu tạo điển hình chung cho ngành rêu. Thì đây chúng ta thấy thứ nhất là về cái nơi sống thì rêu nó sống ở nơi đất ẩm. Còn vì sao nó sống ở nơi đất ẩm thì chúng ta xuống học cái phần cơ quan sinh dưỡng của nó chúng ta biết này. Thứ nhất là thân của nó ngắn, không phân cành, lá thì nhỏ, mỏng và đặc biệt là rễ của nó đây. Rễ giả đã có khả năng hút nước cho nên nó phải sống ở đất ẩm. Chưa có mạch dẫn. Về cơ quan sinh sản của nó thì chúng ta thấy là thứ nhất là cơ quan sinh sản của nó là cái túi bào tử nằm ở ngọn cây. Và rêu nó sinh sản bằng bào tử. Như vậy đây bào tử nó sẽ nảy mầm, sau đó nó sẽ phát triển thành một cây rêu mới. Chúng ta tìm hiểu sang cái nội dung tiếp theo, cái nhóm thực vật tiếp theo, đó là trình bày đặc điểm chung của ngành quyết, hoặc là có thể là đặc điểm cấu tạo của cây dương sĩ, bởi vì cây dương sĩ đây là cái cấu tạo điển hình của ngành quyết. Thì ở đây chúng ta thấy là thứ nhất là về cái nơi sống thì quyết thường sống ở nơi ẩm và râm mát. Về cái cơ quan sinh dưỡng của nó như sau. Thứ nhất là da lá già thì nó có cuống dài, lá non thì nó cuộn tròn. Thân của nó là thân ngầm hình trụ và rễ của nó là rễ thật và nó đã có mạch dẫn. Về cơ quan sinh, và đây cũng chính là cái đặc điểm tiến bộ so với rêu đó các em, cho nên là dương sĩ được xếp vào đó là ngành quyết, và ngành quyết này là thuộc là ngành thực vật bậc cao, còn tảo vẫn là thực vật bậc thấp. Về cái đặc điểm về cái cơ quan sinh sản của nó thì như sau. Cơ quan sinh sản của nó cũng giống như rêu, đó là túi bào tử, nhưng mà không phải nằm ở ngọn cây mà nằm ở mặt dưới của các cái lá già. Và dương sĩ nó sinh sản bằng bào tử. Tuy nhiên bào tử nó không phát triển trực tiếp giống như rêu, mà nó phát triển thành nguyên tảng. Sau đó nguyên tảng sẽ nảy mầm thành cây dương sĩ con. Như vậy quyết là thực vật chưa có hoa, có cấu tạo đơn giản, tuy nhiên nó vẫn phức tạp hơn so với cấu tạo của rêu mà chúng ta đã học. Chúng ta sang cái tìm hiểu cái câu tiếp theo. Câu 18, trình bày đặc điểm chung của ngành hạt tròn, hoặc là đặc điểm cấu tạo của cây thông, bởi vì cây thông đây chính là một đại diện điển hình của ngành hạt tròn. Thì ở đây thứ nhất là chúng ta trình bày về cái đặc điểm sinh dưỡng trước. Thì về đặc điểm sinh dưỡng là đối với cái cây thông thì thân cành của nó là có màu nâu, xù xì. Đặc biệt là cái cành nó có cái vết sẹo khi mà lá nó rụng. Lá của nó thì nhỏ hình kim và nó mọc từ 2 đến 3 chiếc trên một cái cành con rất là ngắn, mà nếu chúng ta phải bóc ra thì chúng ta mới có thể quan sát được cái cành con này. Có vảy nâu bọc ở ngoài. Đối với cái phần cơ quan sinh sản thì chúng ta thấy như sau. Cơ quan sinh sản của nó đó chính là nón. Và nón đực thì nó khác với nón cái. Nón đực thì nó nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm.
Và đặc biệt là ở trên nón đực này nó có cái vẫy, người ta gọi đây là nhị. Vì sao? Vì nó mang hai cái túi phấn chứa hạt phấn ở bên bên trong. Đối với nón cái á, thì nó lớn, có màu nâu, mọc riêng lẻ. Vẫy của nó thì đó chính là lá, lá nón, và nó mang hai nón. Như vậy đây chúng ta thấy là nón chưa có bầu nhụy chứa nón, cho nên chúng ta không thể coi nó như là một hoa. Và hạt của nó nằm lộ trên lá nón hở, cho nên người ta gọi nó là hạt trần. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào thì chúng ta đã thấy được cái hạt rồi, nó nằm trần ra, cho nên chúng ta gọi đó là hạt trần. Như vậy hạt trần là thực vật chưa có hoa, tuy nhiên nó đã có cấu tạo phức tạp hơn huyết rất là nhiều. Chúng ta tìm hiểu sang cái nội dung tiếp theo, trình bày đặc điểm chung của ngành hạt kín. Như vậy thì đối với cái đặc điểm chung của ngành hạt kín này thì chúng ta trình bày cái sự phong phú và đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Như vậy chúng ta nêu đầu tiên là cơ quan sinh dưỡng phát triển rất là đa dạng. Như rễ thì có rễ cọc này, rễ chùm này, thân thì có thân gỗ này, thân cỏ này, rồi thân chúng ta có thể nêu ra nữa, ví dụ như là thân leo này, thân bò này, vân vân. Lá thì chúng ta thấy có lá đơn, lá kép, vân vân. Đặc biệt là trong thân đã có mạch dẫn rất là phát triển một cách hoàn thiện, đảm bảo được cái quá trình vận chuyển các chất nước, muối khoáng, các chất hữu cơ, vân vân. Cơ quan sinh sản chúng ta xét ở đây đó chính là hoa, quả và hạt. Đặc biệt là ở hoa ấy, các cái lá nõn nó đã khép kín tạo thành cái bầu mang nõn ở bên trong. Do đó khi tạo thành quả thì hạt mà do nõn biến thành nó được nằm ở trong quả, cho nên người ta gọi đây là cây hạt kín. Có nghĩa là nhìn vào thì chúng ta không thấy được hạt mà phải mổ quả ra thì chúng ta mới thấy. Rồi hoa và quả thì nó rất là nhiều hình dạng khác nhau. Như vậy ở đây chúng ta rút ra một câu kết luận, đó là gì? Hạt kín là thực vật có hoa, và đây là nhóm thực vật tiến hóa nhất. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ so sánh một xíu, chúng ta sẽ phân biệt giữa cây hạt trần với cây hạt kín, đúng không? Thì ở đây chỉ có một đặc điểm cơ bản nhất mà chúng ta có thể phân biệt được cây hạt trần với cây hạt kín, đó là gì? Đó là cái cây hạt trần á, thì hạt của nó nằm lộ trên các lá nõn hở, có nghĩa là chúng ta nhìn vào quả thì chúng ta nhìn vào cây thì chúng ta nhìn vào cái phần nón thì chúng ta thấy ngay hạt. Nhưng mà đối với cây hạt kín thì hạt của nó nằm trong quả, và trước đó là nõn nó đã nằm ở trong bầu, mà bầu thì phát triển thành quả, cho nên nó ôm phần hạt ở bên trong, nằm kín ở bên trong mà chúng ta không có nhìn thấy được, cho nên chúng ta gọi nó là cây hạt kín. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh một xíu về đối với cái cây hạt kín thì nó được chia ra làm hai lớp, đó là lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm. Thì ở đây chúng ta sẽ nêu các cái đặc điểm giống nhau khi người ta nói dùng cái từ này các em. So sánh thì chúng ta phải nêu đặc điểm giống nhau và khác nhau. Nếu người ta dùng cái từ phân biệt thì chúng ta chỉ còn nêu đặc điểm khác nhau thôi. Hoặc là trong những cái phần này giáo viên cũng có thể hỏi thêm là trong những cái đặc điểm khác nhau đó thì đặc điểm nào được xem là cơ bản nhất thì chúng ta cùng nêu ra. Thì đối với phần so sánh thì đầu tiên chúng ta sẽ nêu điểm giống nhau trước, đúng không? Thứ nhất, nó đều là thực vật hạt kín. Thứ hai là nó sinh sản bằng hạt được bảo quệ ở trong quả. Thứ ba là cái cơ quan sinh sản của nó chính là hoa, quả và hạt. Về cái phần khác nhau thì chúng ta nêu cái bảng này ra, những cái đặc điểm của lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm. Thứ nhất là rễ, thì đối với 1 lá mầm là rễ chùm, 2 lá mầm là rễ cọc. Đối với phần gân lá thì đối với cây 1 lá mầm thì gân song song hoặc hình cung, nhưng cây 2 lá mầm là gân hình màng. Đối với phần thân thì ở đây chúng ta thấy là đối với lớp 1 lá mầm thì thân cỏ hoặc là thân cột, nhưng mà đối với lớp 2 lá mầm thì thân nó phong phú hơn, thân gỗ, thân cỏ, thân leo, thân bò, vân vân. Về số cánh hoa thì lớp 1 lá mầm thì nó có 3 đến 6 cánh. Còn đối với lớp 2 lá mầm thì nó có 4 hoặc là 5 cánh. Về cái số lá mầm ở trong phôi á, về phần hạt á, thì chúng ta thấy là đối với lớp 1 lá mầm thì phôi có 1 lá mầm, và đối với lớp 2 lá mầm thì phôi có 2 lá mầm. Ví dụ như đối với lớp 1 lá mầm là lúa này, ngô này, còn đối với 2 lá mầm như là rau muống này, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy là trong các đặc điểm này á, thì đặc điểm quan trọng nhất mà chỉ cần căn cứ vào một đặc điểm thôi, chúng ta đã phân biệt được lớp 1 lá mầm với lớp 2 lá mầm, đó chính là số lá mầm ở trong phôi.
Tuy nhiên có một số trường hợp, ví dụ cây đã lớn rồi chúng ta không kiểm tra được cái số lá mầm trong phôi này thì chúng ta sẽ căn cứ vào những đặc điểm còn lại, nhưng không được căn cứ vào một đặc điểm mà chúng ta phải căn cứ vào nhiều đặc điểm của lá một. Ví dụ như cây keo lá tràm đó, rõ ràng là cái gân lá là hình cung thì đáng lý nó xếp vào lớp 1 lá mầm, nhưng mà nó lại là lớp 2 lá mầm. Vì sao? Vì thứ nhất nó là thân thân gỗ này, thứ hai là cái số lá mầm ở trong phôi của nó thì ở đây người ta thấy là nó có gì, cả hai lá mầm, cho nên chúng ta phải căn cứ vào nhiều đặc điểm. Phân biệt thực vật, phân loại thực vật là gì và có những bậc phân loại nào? Thì phân loại thực vật là cái việc tìm hiểu những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật, và sau đó chúng ta phải phân chia chúng thành những bậc phân loại. Và ở đây chúng ta đã học có những cái bậc phân loại sau, đó là ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài. Và loài chính là bậc phân loại cơ sở. Rồi chúng ta tìm hiểu cái câu tiếp theo nè. Kể tên các ngành thực vật đã học từ thấp đến cao, nêu đặc điểm chính của mỗi ngành thì chúng ta cũng nêu ra được đúng không? Ngành đầu tiên đó chính là ngành rêu. Thì có gì đây? Thân, lá, rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. Ngành dương sĩ thì có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. Ngành hạch trần thì có rễ, thân, lá, phát triển, có mạch dẫn, cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt, nằm trên các lá nõn hở. Ngành hạt kín là có rễ, thân, lá, phát triển đa dạng, có hoa, quả, hạt, nằm ở trong quả và nên nó được bảo vệ tốt hơn. Ở đây thiếu một ngành nữa, đó là gì? Các bạn cũng có thể nêu thêm cho cô nha. Cô sót cái phần này. Đó chính là ngành tảo. Ngành tảo thì gì? Chưa có rễ thân lá, cấu tạo từ một hoặc là nhiều tế bào một cách đơn giản nhất. Chúng ta tìm hiểu cái nội dung cuối cùng trong cái chương này, đó chính là về cái bài nguồn gốc cây trồng. Thì cây trồng bắt nguồn từ đâu và vì sao lại có cây trồng? Thì cây trồng bắt nguồn từ cây dại này. Và cây trồng nó có được là do cái mục đích sử dụng của con người. Cho nên là con người đã cải tạo từ những cây dại trở thành cây trồng như ngày nay. Hoặc là trong cái phần này giáo viên cũng có thể hỏi chúng ta thêm, như là cái biện pháp để mà cải tạo cây trồng. Thì ở đây cái biện pháp cải tạo cây trồng thì chúng ta nêu ra có 4 cái biện pháp chính. Thứ nhất đó là chúng ta cải biến cái đặc tính di truyền của giống bằng các cái biện pháp như là lai tạo này, chọn giống này, cải tạo giống này, gây đột biến này, vân vân. Thứ hai là chọn những cái biến đổi có lợi phù hợp với cái nhu cầu sử dụng. Thứ ba là nhân giống những cây để đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng. Và cuối cùng là chúng ta chăm sóc cây một cách tốt nhất, như là tưới nước, bón phân, phòng bệnh, để mà cây nó bộc lộ hết những cái đặc tính tốt và chúng ta có thể chọn lựa nó. Clip ôn tập hôm nay đến đây là kết thúc ở cái chương này. Hẹn gặp lại các em cái nội dung ôn tập trong cái chương tiếp theo, đó là chương 9, vai trò của thực vật. Chúc các em học tốt và hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của thầy cô nhé. Nếu chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể comment, cô sẽ giải đáp. Chào tạm biệt tất cả các em.